Ok, cái này ăn nó crawfish tức là tôm bò, tức là tôm hùm con á. Và phải ăn tôm lành hả? Phải, nó luộc hết rồi, nó không có cho mình ăn sống rồi. Anh nhớ hôm bữa mình coi cái video, mình cứ tưởng mấy trang đồ tươi không có đâu. Nó luộc rồi hả? Luộc hết. Ăn vậy nó mới không có bị nguy hiểm không? Không, không có thiêu kiện nó được á. Luộc sơ hết, nó nhúng nước đá. Frozen lại làm được cứng hả? Ăn nó ngon hơn hả? Chứ mình cũng là một cái khéo ha, ở Việt Nam mình đâu biết đâu. Biết chứ. Biết hả? Anh cười với ai vậy? Cười với cái video của mình thôi, đâu có được view nào đâu, nhưng mà cứ cười nha. Khổ vậy á. Anh diện với lòng mình là được rồi. Tôi không hiểu phần chính, nó muốn đi ăn ngon cà phê của Mr. Click năm nó lấy ăn lần. Mình ăn mỗi tuần ta ăn 5 lần. Năm mỗi tuần hả? Mình biết sao được, làm tháng mà ăn. Ăn một cái hết hết đường ngay là việc của nó rồi. Mình ăn cái hết tiếng của mình hả? Hôm nay nó làm rất là nhạt. Thích vậy nè. Em thích. Chấm đúng. Ăn dừa. Cần ra là anh sẽ nổi tiếng trong gia đình anh. Rồi tại vì anh Bi anh đi ăn mỗi tuần. Được post được ăn nhiều quá không? Anh đi mỗi tuần nhưng mà mỗi ngày anh order nữa. Tắm chừng giờ cần có thấy video của mình đi. Nó nghĩ thôi mình phải làm lành lại với vợ để cho gia đình mình lại hạnh phúc giống người ta. Chia ra mỗi đứa mỗi nhà khổ quá. Chắc vậy nó mới sáp lại con kia. Nè, con đó nó không, thằng này nó không nhìn xa được sao đâu. Nó là nguyên một tương lai của nó, giờ nó sẽ làm con này, thằng này sẽ bị mất việc mất. Nhiều khi nó có cái ước mơ của nó anh. Mất yên tâm, mất mọi thứ hết. Cái ước mơ của nó là nó muốn gia đình. Thì đợi lý gì sao hắn làm. Không nghĩ được. Anh như vậy xong là đứt luôn á anh. Đứt luôn thì cũng khác. Giờ cứu vớt, ở bên Mỹ rồi cứu vớt mà chết. Hồi xưa nó gặp cái hiểm độc đó rồi. Ba mẹ ơi, khi nhà mẹ ba mẹ có thể thì giúp con cùng với con làm cái video How Doing Your Day không? Được. How Doing Your Day? Yeah. Dạ, tại vì con muốn làm cái dance video cho nên ba mẹ có thể giúp con làm được không? Được hết. Tựa đề đó là How do you do your day hả? Hay do anh không? Your day. How doing your day? No, nó saying how doing your day. Doing your day.
dance you in your dare, not dare. Dare, dare tức là thách thức á. Vừa thách. Các em bị từ dưới cầm. Dưới rồi. Rồi hết rồi. Nấm thì béo lắm nè. Gọi đúc cho cái mắm nấm béo quá. Béo hả? Béo. Nó đổi gì vô? Nấm mỡ thôi. Butter hả? Không, có tên nó là nấm mỡ cho nên nó béo. Quá béo. Cái tên nấm nó là nấm mỡ cho nên mau vậy hả? Gói quá anh màu á. Cái bị lát ra từ. Đó là rất thích. Sao mà cho con nó coi phim? Rồi xong crawfish rồi, bây giờ bắt đầu ăn cua nha các bạn. Lấy xong rồi, bây giờ tôi lấy cua ra nào. Đây cua không nè. Có trà uống nè, trà mời các bạn uống trà nha. Trà nóng đồng hàng nha, ăn xong rồi uống trà nóng cho nó tỏa xuống hết dưới. Wow. Xé cua ra ăn nè. Wow, một con cua. Thank you.